Thái Lan, một đất nước xinh đẹp với những lễ hội, văn hóa, cú có gai, những ngôi chùa và lối kiến trúc đẹp mắt. Không chỉ như thế, đây còn là đất nước sở hữu kho tàng đồ sộ về phim kinh dị, mà dân Việt Nam ta thường gọi với cái tên dân dã, Ma Thái. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tựa game tới từ đất nước Thái Lan. Và không còn nghi ngờ gì khi chúng được hội tụ đầy đủ những yếu tố có trong một bộ phim kinh dị đến từ đất nước này, với lến, chỉ đỏ, máu me, dao rựa, múa cổ truyền, bùa ải, trấn hiểm, ma ngồi trên cầu tiêu. Hey hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Cửu. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game kinh dị có xuất xứ từ Thái Lan với tựa đề Home Sweet Home. Một tựa game kinh dị với tựa tiếng Việt là Ngôi Nhà Thân Yêu. Game được sản xuất và phát hành bởi IGG Group vào ngày 27 tháng 9 năm 2017. Một tựa game với vô số giả thuyết và các dòng thời gian khác nhau xoay quanh nó. Phần 2 của tựa game dự kiến sẽ được ra mắt trong năm nay, hứa hẹn sẽ cho các bạn một cốt truyện đầy đủ và cái nhìn chính xác nhất về game. Khi bắt đầu tựa game, các bạn sẽ được tham quan một ngôi trường vào lúc 1 giờ sáng. Khi đi thì bạn sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa, cùng với đó là một bài báo về sự mất tích của cô sinh viên đại học gần trung tâm Bangkok. Tờ báo này viết vào ngày 28 tháng 9 năm 1996. Sau khi dùng chiếc chìa khóa để mở cửa, các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ tìm đường về nhà, nghĩa là nhân vật chính của chúng ta đang ở một nơi nào đó không phải là nhà của mình. Đi một đoạn chúng ta sẽ được gặp cô bé, đóng vai phản diện và đi sâu thêm một chút, có thể nhìn kỹ hơn thì các bạn có thể thấy rằng cô bé này đang có vệt máu ở bụng cộng với việc cô ta đang nôn, có vẻ như là cô ta đang mang thai. Sau khi tìm kiếm, chúng ta có thể biết được cô gái này đang thực hiện một nghi thức nào đó liên quan đến quỷ Satan, và điều này giải đáp cho những bàn thờ hay bùa ngải chúng ta gặp trên đường. Sau khi đi một vòng cũng như mở được cánh cửa cuối, nhân vật chính tỉnh dậy và trở về thực tại trong căn nhà của mình, bắt đầu khám phá nó. Sau cú điện thoại đầu tiên của người bạn, chúng ta biết được rằng nhân vật chính tên Tim. Và sau khi tìm hiểu, chúng ta cũng biết được rằng cô vợ mình tên là Jane và cô đã mất tích 2 ngày trước dựa vào một tờ báo cáo từ cảnh sát. Tiếp tục cuộc hành trình của mình trong sở cảnh sát, anh tìm được người vợ. Cùng với đó, anh phải chạm trán với một con quái vật mang tên Petha. Sau khi chạm trán với những quái vật theo dõi, thì anh cũng đã tìm thấy một bài báo cho biết rằng cái chết của cô gái ở trong bài báo đề cập ở đầu game đã được tìm ra và cô ta đã chết trong một phòng cấp điện với thi thể được cắm đầy đinh. Sau khi tìm kiếm trong ngôi nhà, các bạn sẽ tìm thấy một tế đàn để có thể dịch chuyển sang các chiều không gian khác nhau, hoặc là có thể cả các khung thời gian khác nhau luôn. Nhờ khả năng dịch chuyển này mà nhân vật chính có thể lấy được chìa khóa ở các phòng khác và dùng chúng để mở các màn chơi dẫn đến cánh cửa cuối cùng nhằm chiến đấu và kết thúc tựa game. Ở cảnh cuối cùng này, các bạn sẽ được vào vai của người vợ và cô đang rất hoảng sợ phải chạy trốn một thứ gì đó. Và đó là tóm tắt của tựa game. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bóc tách từng sự kiện có trong game và hãy cùng nhau phân tích xem chuyện gì đã xảy ra trong Home Sweet Home nhé. Khoảnh khắc mà trong câu chuyện Home Sweet Home diễn ra chính là sau khi nhân vật Tim và Jane chuyển đến căn nhà mới. Sau khi cưới, anh thường phải giải quyết các vấn đề ở chỗ làm, nên dẫn đến việc anh thường xuyên về muộn. Thông qua những mảnh giấy và nhật ký của Jane, chúng ta có thể biết rằng sau khi chuyển đến ngôi nhà mới này thì anh và Jane không còn thường xuyên ra ngoài chơi nữa, và cùng với đó là cô phải thường xuyên ở nhà một mình, khiến cho Jane dần dần bị căn bệnh trầm cảm. Và không chỉ là cô đơn mà mọi chuyện đến từ chính ngôi nhà này. Theo giả thuyết của mình, ngôi nhà mà Tim mua thực chất được xây dựng trên một tàn tích của một ngôi trường cũ, và nó dẫn đến việc ảnh hưởng đến Jane cũng như tinh thần của cô khi cô ở nhà một mình. Đi cùng với căn bệnh trầm cảm thì khi dựa vào những tờ nhật ký mà cô để lại, chúng ta hoàn toàn có thể sắp xếp được hẳn một dòng thời gian, tiến triển của những ảo giác mà cô đã gặp. Lần đầu tiên là vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, cô bắt đầu bị đảo lộn bởi những âm thanh và thường xuyên nhầm lẫn rằng đó là âm thanh của chồng mình về. Các ngày sau đó, cô đã phải chứng kiến thêm nhiều những cơn ác mộng
Và cùng với đó là việc cô luôn bị ám ảnh bởi những tiếng động cho rằng Tim đã về, nhưng luôn luôn đó chỉ là những thứ mà cô tưởng tượng ra. Bởi theo một nhật ký khác của Jane, Tim luôn về nhà khi cô đã ngủ. Và bạn có thể nhận thấy điều này cực kỳ rõ khi để ý việc luôn luôn có một chiếc đồng bàn đậy phần thức ăn cho người ăn sau. Và điều này có vẻ khá giống với Việt Nam, nên mình có thể khẳng định đây là một thông tin chính xác. Sau khi những đêm mất ngủ vì gặp ác mộng, Jane đã quyết định sử dụng thuốc ngủ, nhưng nó vẫn không có gì tiến triển, khiến cho cuối cùng cô phải đến để gặp một thầy trừ tà. Minh chứng chính là bức ảnh của cô và một thầy Pháp đang làm nghi lễ chốt hồn. Sau nghi lễ này, cô đã được ông thầy này đưa cho một con dao và nói với cô rằng đó sẽ là thứ giúp cô vượt qua những điều đáng sợ cũng như là cơn ác mộng mà cô thường gặp. Nhưng đời thì không như mơ. Nếu các bạn tinh ý một chút thì có thể nhận ra rằng sau khi cô gặp ông thầy này thì cô vợ Jane cũng mất tích luôn. Bằng chứng chính là việc khi đến bàn làm việc của nhân vật chính Tim, chúng ta có thể thấy bản báo cáo về việc Tim đã đến đồn cảnh sát báo cáo về sự mất tích của người vợ. Và ngoài ra, các bạn cũng có thể nhận thấy rằng những nhật ký của Jane cũng dừng lại ở trước ngày này. Việc này chứng tỏ rằng cô đã mất tích sau khi đến chỗ thầy Pháp và vì một sự kiện nào đó dẫn đến cảnh tượng cuối game của chúng ta. Vậy đến đây các bạn có lẽ sẽ tự đặt câu hỏi cho mình rằng tại sao chuyện này lại xảy đến với Tim và cô vợ của anh ta? Thực chất là như mình đã nói ở phần đầu, những sự kiện này diễn ra với gia đình Tim là do chính căn nhà của anh. Căn nhà này đã từng là một ngôi trường và nó cũng chính là nơi đặt bàn cầu yểm phép. Thứ mà bạn nhìn thấy bao gồm ba cái đầu lâu ở đây. Và như bạn có thể thấy, chiếc bàn này có ba hộp sọ và ba hình thù khác nhau. Mỗi hình thù này sẽ dẫn đến một căn phòng có con dấu tương tự. Và đây sẽ là lời diễn ra ba câu chuyện mà chúng ta phải trải qua. Và những câu chuyện này sẽ ám ảnh người chơi trong chính ngôi nhà đó. Từ một phát ngôn của chính những người sáng lập nền Home Sweet Home, ba bối cảnh mà câu chuyện nhân vật chính phải trải qua tượng trưng cho ba tinh thần đối với tín ngưỡng của người Thái. Vậy những câu chuyện và ba cái kết ở tựa game này được thể hiện cho chúng ta như thế nào? Trước khi nghe giải thuyết của mình lưu ý rằng đối với mỗi nhân vật trong game sẽ đều phải trải qua ba cái chết. Và như vậy, hành trình trong phần 1 chính là dưới con mắt của Tim khi đi qua ba cái chết khác nhau. Cái chết đầu tiên, đây chính là cái chết của cô gái. Cô này đem lòng yêu một người con trai và khá đáng tiếc là người đàn ông mà cô yêu lại là một thầy giáo. Để có thể có được tình yêu của anh ta, cô đã lập một tế đàn và tạo lên cho mình chiếc bùa yêu nhằm giúp cho người thầy kia yêu mình. Nhưng tuy nhiên, nhà trường và gia đình của người thầy không hề đồng ý, nên đã làm một điều tương tự đối với cô để hãm hại cô. Họ đã làm một chiếc bùa bằng móng tay và tóc của cô để có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, không nên quan hệ và yêu đương với thầy nữa. Nhưng tuy nhiên, họ không biết rằng lúc này cô gái đã có mang và chính điều này đã làm cô sẩy thai. Minh chứng cho điều này đó chính là hình ảnh cô luôn ra máu trong nhà vệ sinh, hình tượng con búp bê ở đầu game, vết máu và vết chân trần ở nhà vệ sinh. Sao mình giấu đi được? Sao này? Cái gì này? Ủa? Và cuối cùng, chính là hình ảnh cô gái ngồi khóc với một cái bụng đầy máu. Tất nhiên là không chỉ dừng lại ở đó, mục đích chính của họ chính là giết chết cô. Vậy nên, lá bùa hãm hại đóng đinh được tạo lên để kết thúc sinh mạng cô. Cuối cùng khi đến phòng cấp điện, các bạn có thể thấy rằng một bài báo đã tìm thấy xác của cô cùng với rất nhiều đinh trên cơ thể. Và tất nhiên, họ không thể xác định được rằng đó là một vụ tự sát hay là hãm hại. Sau cái chết của cô, thì người thầy kia không rõ là còn ảnh hưởng từ bùa yêu hay không, nhưng quyết định treo cổ tự vẫn. Và đó chính là hai cái kết đầu tiên mà Tim phải trải qua.
Và cuối cùng chúng ta hãy đến Giant Spirit. Đối với cái chết thứ ba này, thực chất thì đây là cái chết dễ hiểu nhất trong game. Nếu như bạn là người chú ý đến mọi chi tiết trong tựa game này, đặc biệt là những mẩu tin tức trong radio. Những bản tin này có đề cập đến việc một đội đua xe và trộm cắp xe đang bị truy đuổi và chỉ còn tên cầm đầu đang cố chạy trốn. Cuối cùng trong quá trình chạy trốn thì hắn ta bị đâm vào một chiếc xe tải và bị hỏng một bên mắt, cùng với đó là tử nạn ngay lập tức. Và ok, đó chính là những chi tiết và những gì các bạn có thể thu được trong gameplay. Và giờ thì mình sẽ thử sắp xếp chúng để tạo lên một giả thuyết riêng cho mình nhé. Let's go! Mọi việc bắt đầu diễn ra vào năm 2012. Đôi vợ chồng mới cưới là Tim và Jane mới mua và chuyển đến căn hộ này. Đây là món quà của Tim dành cho vợ sau khi họ cưới. Sau khi chuyển đến nhà mới, Jane ở nhà để làm công việc của mình. Vì việc của cô là một nhà viết văn, chúng ta có thể biết được điều này khi xem một tờ nhật ký về việc cô mong rằng tác phẩm tiếp theo của cô sẽ trở thành một hit. Nhưng tuy nhiên, trong thời gian này, chồng của cô là Tim thường xuyên về muộn. Và cũng vì thời gian này Tim không thường xuyên về nhà sớm, nên Jane đã có những ảo tưởng về những âm thanh trong nhà. Và cô đã từng tưởng tượng rằng ai đó ở trong ngôi nhà này mà cô không hề biết. Dần dần cô gặp phải những cơn ác mộng và phải dùng thuốc ngủ để có thể yên giấc. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tồi tệ đi và cô quyết tâm đến điều trị tâm lý bởi một nhà thầy Pháp. Sau khi điều trị, ông ta đưa cho cô một cây dao và nói cô sẽ được bảo vệ bởi chính con dao khi cô cầm trên người. Còn về phần người chồng, sau khi biết được người vợ mất tích, anh ta đã tạm thời bỏ công việc và đã đi tìm tất cả những địa điểm mà cô ta có thể tới. Nhưng tuy nhiên, tất cả đều không có tác dụng và anh đã chìm trong bia rượu. Các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh chai rượu lộn nhộn trong nhà. Và rồi trong cơn say, anh chìm vào giấc mơ. Và từ đây, anh được quay trở về quá khứ và biết được những sự kiện đã trải qua trên mảnh đất mà anh đang sống cùng người vợ. Đồng nghĩa với việc này, anh cũng phải vượt qua và chứng kiến ba cái chết của những người đã từng ở đây phải gánh chịu. Trong đó có hai cái chết của cặp thầy trò với bùa ngải. Và cuối cùng là cái chết của tên trộm cắp biến thành linh hồn đói đi khắp nơi để kiếm ăn. Ở trong phần cuối, chúng ta được vào vai của Jane. Cùng với đó là hình ảnh một vũ công linh hồn trong văn hóa Thái. Và rất có thể trong phần 2 này, chúng ta sẽ được vào vai của cô vợ Jane và trải nghiệm những cái chết mà cô sẽ phải gặp. Và rất có thể vũ công linh hồn chính là một trong ba cái chết đó. Trong phần gameplay trailer mới nhất của tựa game Home Sweet Home phần 2, chúng ta có thể thấy rõ việc chúng ta sẽ phải chiến đấu với vũ công linh hồn. Cùng với đó sẽ biết thêm về những câu chuyện ẩn sau vũ công này. Và tất nhiên là các bạn cũng sẽ được hiểu luôn thêm những tập tục như là đóng đinh lên người chết của đất nước Thái Lan. Và đó là những giả thuyết của mình cho cốt truyện của tựa game Home Sweet Home. Đây cũng chính là những thứ mà mình liên kết khi dựa vào kha khá các chi tiết trong game. Nếu bạn cảm thấy có điều gì sai sót thì hãy để lại bình luận của mình xuống bên dưới nhé. Và đừng quên hãy ấn đăng ký để bọn mình có thể tiếp tục làm video cho các bạn nhé. Hãy chung tay giúp mình đạt được 20.000 sub trong tháng này nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Peace!